Sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm Hà Nội lập hàng rào cứng, đứng chốt ở đường Trần Phú, Phùng Hưng, ngăn du khách đi vào khu vực cà phê đường Tàu. Việc làm này được thực hiện sau khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có văn bản kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán chụp ảnh tại các điểm cà phê đường Tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Các lực lượng của Công an phường Hàng Bông và Cửa Đông và các lực lượng chức năng đã ra quân và có cái rào chắn barrier để đảm bảo vấn đề là trật tự ở trong khu vực này. Tuy nhiên thì cái vấn đề là nguy cơ thì về cái khu vực đường Tàu là trong khu vực mà hành lang về an toàn đường sắt thì cũng vẫn còn những nguy cơ, cho nên là cái việc mà người dân phải tiếp tục có cái nâng cao ý thức trách nhiệm trong cái vấn đề là đảm bảo an toàn trật tự, đảm bảo an toàn cho bản thân người dân trong khu vực này cũng như những người mà đi qua khu vực đó. Thì những cái cơ sở nào kinh doanh ấy mà không có đăng ký kinh doanh thì chúng tôi cũng sẽ ra thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động. Có những cơ sở nào mà có đăng ký kinh doanh và xét với những cái yếu tố những quy định về ngành nghề kinh doanh và điều kiện để kinh doanh thì chúng tôi cũng sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Theo tôi nghĩ thì các ngày thường này thì không có tàu chạy đâu, chỉ có cấm thì cấm thứ bảy chủ nhật thì tàu mới chạy cả ngày, chứ còn các ngày này thì không có tàu chạy. Khi mà chưa có tàu ấy thì ở đây là các cửa hàng quán đã chuẩn bị trước 5 đến 10 phút cho các khách du khách ngồi gọn vào trong nhà rồi, mà không bày bừa cái gì ra ngoài cả, chứ như không tràn lan như mấy năm trước. Là khách người ta vẫn đi vào đây, ai là người đảm bảo và ai là người nhắc nhở khách du lịch đi vào? Còn nếu mà bây giờ chính quyền mà 24/24 có người đứng đây để mà canh gác hoặc là không cho người vào. Còn bây giờ muốn làm thì phải làm từ trên, từ ngành đường sắt đến ngành du lịch. Và sau đó, bây giờ từ trên cứ dội xuống, cuối cùng ông phường là chết. Cuối cùng là cán bộ và cuối cùng là cái phường Hàng Bông này là khổ nhất. Bây giờ dẹp, không dẹp được vì đây là đường dân sinh, họ vẫn phải đi lại. Nhiều khi đấy, dẹp đấy, khách ở trong này, người dân trong này có biết đâu, họ đi vào không cho đi vào, thành thử ra thành là va chạm cãi nhau. Cũng là ngồi nãy giờ thì cũng nhìn, cũng tham quan, nhưng mà sợ thì không có sợ, tại vì suy nghĩ là đường Tàu nó cũng chưa có đến, cho nên là đứng hay là chụp hình chắc cũng không có sợ gì. Trước đó, chiều ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết chính quyền vận động người dân và du khách không đến chụp ảnh gây mất trật tự an toàn giao thông tại các điểm cà phê đường Tàu. Quận sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho các hộ ở phường Phùng Hưng, Cửa Nam trong 3 ngày tới. Phố cà phê đường Tàu nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, dài khoảng 2 km, được biết tới là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch kéo đến để tham quan, chụp ảnh và check-in, đặc biệt trong những ngày cuối tuần. Hàng loạt quán cà phê có vị trí nằm sát cạnh đường Tàu, giúp du khách có thể vừa thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, vừa ngắm cảnh tàu chạy. Đây cũng là yếu tố thu hút nhiều du khách nước ngoài tìm đến đây để trải nghiệm khi đến du lịch tại Việt Nam.